hết rồi đấy, chuẩn bị hết rồi, nhét nướng nữa nào. Rồi, ấm cơ. Ăn thịt đâu nào? Chịu khó mình ăn cực kỳ luôn. Vẫn đang ngồi, vẫn đang trúng trúng. Ừ. Ăn hết đi con. Nước canh. Ừ. Nó nhìn đấy, cho cái mồm nó phải nhìn, nó có ăn hay không đấy. Rồi cho thêm nhiều nước vào, khô lắm rồi, chúng ta ăn bánh bao mấy miếng rồi. Con. Lấy khăn lau nhờ. Cho rau nữa. À. Thịt. Thịt. Này đây tự xúc đi, thịt mồm. Xúc thịt mồm. Đấy. Ăn đi, nhà nhầm tiếp đi, không nhà lỡ.